Mai xin chào cô chú anh chị các bạn. Như đã hứa thì tối nay đó Mai sẽ mời gia đình nhà bạn Paloma và Lena tới, nhưng mà do là Lena hôm nay bận nhá nên chỉ có gia đình Paloma tới thôi, và Mai sẽ phát lương cho các con. Chút nữa bí mật sẽ được bật mí trong video của Mai. Bây giờ thì Mai đây. Noah đang xem phim của Noah trên TV đấy. Bây giờ thì Mai sẽ chuẩn bị đồ lapenichip cho khách tối nay. Rồi, bây giờ thì Mai sẽ cắt format ra nhé. Đây là format mà chú chồng Mai cầm tới đó. Ăn chưa hết, hôm nay là hôm cuối cùng. Mai rất mê loại cung tê này. Đó, bây giờ thì Mai sẽ ra đồ. Ngon không? Đây là tất cả các loại charcuterie mà Mai đặt ở nhà sếp của Mai nhé. Mỗi thứ một vị, một ít. Và cuối cùng thì Mai cho một ít dưa leo muối đó. Là đủ bộ. Khay lapenichip của Mai đã chuẩn bị xong. Và chút nữa thì Mai chỉ có ra món nem nữa là được nhá. Hôm nay thì chỉ có lapenichip, không có ăn món chính. Nên là Mai chuẩn bị cái này rất là tiện. Người Pháp ấy, mỗi lần họ mời món lapenichip thì họ thường mời giống như tất cả thịt nguội này, pate, thịt hun khói, thịt muối như này thôi. Ngon chưa, Kỳ? Ê, Noah, ai bế Noah thế? Noah, ai bế Noah thế? Ai bế? Đây là mẹ của Paloma nhá. Em Kỳ buổi trưa biết được Paloma là xem video của Mai. Đây là ba mẹ Paloma. Ba của Paloma là mới đi viện về nhưng mới mổ tim xong nên vẫn còn yếu, ăn phải ăn kiêng một chút. Đây là hoa của mẹ Paloma tặng Mai nhá. Của ba mẹ Paloma tặng Mai đấy. Merci pour le bouquet de fleurs. Bình hoa cũng đẹp này. Bình hoa này của mẹ chồng chị tặng đúng không? Bà mẹ hai có gu thẩm mỹ ha. Mỗi tuần mẹ thanh niên mẹ mặc đồ đẹp lắm nha. Đã ăn xong. Merci pour bouquet de fleurs. Ça fait depuis l'incident, je ne peux plus rien boire. Enfin, alcoolisé. C'est l'équipe de France, vous êtes toujours parlant des papiers. Non, ouais. Je n'ai pas le droit, donc je regarderai là. En fait. Non, moi je vous donne un conseil, vous gardez les yeux de votre chéri. Oui. D'accord. Đây nhá, này em bé nhá, em bé đang nhân chia cộng trừ nhá, đang nhân chia cộng trừ để Mai phải trả quà nhá. Bây giờ thì Mai sẽ ra cái món đây, món này món em bé chuẩn bị nhá, format dê này, đó, để lapenichip này. Voilà, c'est le chef au chaud et make it préparé. Oh là là. Il y a une partie avec du miel et une partie sans miel. Alors, je ne vais pas dire miel, mais. Em là làm hai vị khác nhau nhé. Nên bây giờ em sẽ cắt làm đôi để mọi người nếm. T'as pas fait le pain. Mọi người đã khen em làm giỏi thế, làm nhiều món thế, sao cháu không làm luôn cả bánh mì đi? J'ai rien mis dessus à part du miel, j'ai pas mis du miel. Em bé làm nhưng em bé quảng cáo ấy. On les a dévorés l'autre jour. Ah oui, les miennes. Paloma, en fait, elle m'a piqué les miennes. Non, c'est ça. Ba của Paloma, là nói xấu Paloma đó. En fait, j'ai pas eu le temps de les manger, en fait. Oh. Eh, non. Tu n'as pas pissé. Paloma, elle a beaucoup de fans. Ah oui. Ah oui. Oh là là.
mari de ma mère, il a rencontré une fille au Vietnam. Il a 26 ans, c'est un jeune. Oui, il est jeune. Il a quitté la France. Il est parti la première fois de Ông xã đang giới thiệu với lại ba mẹ Paloma về công việc của Mai. Thì Mai có khoe là làm gì đó. Và những nơi Mai làm việc thì bao giờ cũng có những menu hay là những cái kỷ niệm nào đó thì Mai bỏ ra Mai khoe và cũng khoe luôn cả cái menu mà Mai làm sinh nhật trong xã của Mai đó. Là ba mẹ của Paloma rất là bất ngờ là Mai là người Việt mà Mai nấu món Tây. Ông bà rất là bất ngờ luôn. Trong bữa ăn thì anh chị rất thích món nem của Việt Nam. Nhưng mà anh ấy có chê là anh lại không thích ăn những cái món gà hay là món phở, những đồ nước của Việt Nam mà anh không thích. Anh ấy có đi ăn nhà hàng Việt nhưng mà hầu như là ăn một hai nhà hàng buffet thôi. Nem thì anh rất thích, còn ngoài những món nước ra anh không thích. Em mới khen là ở Paris đó, ở Toxic ấy có nhà hàng rất là ngon. Gia đình nhà Mai năm đó thì có cho em đi Disneyland á, cả em và Louis. Sinh nhật 12 tuổi của em đó, gia đình Mai tổ chức ở nhà hàng Phở Quỳnh ở Toxic à. Rất là ngon nhá. Mai nghĩ là những cái người ở Paris đó thì họ biết. Thì Mai là cũng bạn bè Mai ở Paris giới thiệu ấy, là con của ông bà Phượng đó. Thì nếu mà ai mà sang Pháp du lịch ấy, thì sẽ tới đấy. Vì cách Paris nhá, 30 cây, hơn 30 cây cơ. Nhưng thật sự là giá cả rất phải chăng mà rất là ngon. Em ấy cứ khen cái quán ăn đó thôi, món nào cũng hợp của em ấy. Quán đấy là nấu theo kiểu người của người Nam nhá. Phở hay tất cả các món ấy thì theo vị của người Nam chứ không phải của người Bắc, mà rất là ngon. Là mít à, đấy nó đang kể quả mít và không ăn được.
Chồng chị Khoan có mít. Khoan có mít hả? Anh ăn cái này bao giờ chưa? Không, mít này không. Mít này không ăn, chẳng ăn có này nữa. Nhưng mà cái này khác mà. Mais là il est pas mûr maman. Mais il est trop mûr. Moi je connais le fruit du dragon. Eh ben là on va mettre en balade. Le fruit du dragon. Oui, c'est qu'il connaît quand on dit qu'il va niquer. Đúng rồi. Má bảo là cái mùi thì nó là cái quả 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 sầu riêng thì sầu riêng nó mùi nó mát mùi. Nhưng mà vì có đâu mà thì nó chỉ có bạn đi ở đây. Để họ thử đi. Để họ nói, để tôi họ thử. Le jacquier c'était bon. Ở đây là không đáng ngửi. Không sao đúng không? Không sao đúng không? Đâu nó không ngửi, nó hôi hôi quá. Thế hả? Tại vì nó bà vợ bà là không có hôi lắm, cái chồng hôi là sẽ Mai rất là bất ngờ khi ba của Paloma đó ngửi cái quả sầu riêng này thì thấy hôi, kêu là úng nó có mùi, nhưng mẹ thì không ngửi thấy mùi. Nhưng mà ông ăn nhiệt tình, ông khen ngon. Còn ông xã của Mai thì đang trốn này, cứ nhiệt tình khoe là tất cả các trái cây Việt Nam như là măng cụt, chôm chôm, mít, sầu riêng đủ các loại. Thì Emmy thì sợ không ăn rồi, Lui thì trốn chắc rồi đó. Ông xã thì kêu ông xã ăn, ông xã nhăn nhau mặt lại. Còn ba mẹ Paloma thì ăn nhiệt tình luôn nhá. Cảm ơn cô chú. C'est bon. Ah bon. C'est bon. Si, c'est bon. Il faut pas le sentir. Oui, Bah, dans le cas où Vietnam, après,
55 độ rồi, 55 độ. Tu sais qu'il faut pas le manger en bouteille, il faut manger. Việt Nam nó còn vui hơn đó. Ừ, qua đây mình nó ốc bỏ thôi được ra là mùa hè. Ừ, đồng minh nhá. Mùi đồng lên mà. C'est bon pour la santé. Oui, mais c'est très bien, très bon. Ça bousille le foie du lion. Tu m'en parles? Comment? Voilà, voilà. Non, non, moi, je vous attends. Et le monde va ne vous attendre. Ça, c'est Paloma et tu ouvres pour voir. Merci. Oh là, c'est... Louis. L'aigle dedans. Des lettres M. Et ça, c'est... L'aigle. On le donnera lundi à 15h. Oui. Oui. Faites un temps. Oui, oui, oui. Oh, t'as bien fait les ballons. Hein. Ah. Oh, 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 oh. Wow. Surprise. Youpi! Est-ce que c'est une pièce de beurre rare? Ben non. Oh bah! Alors, comment on sait si elles sont rares? Ça dépend si c'est une commémorative ou pas. Et je sais qu'elle s'inquiète. Elle ne veut pas nous dire combien elle a dans le coffre. C'est quoi? Je ne sais pas du tout. Et ben. Pas dans la banque. Elle sait que si elle donne l'argent, je ne vais pas là-bas. Non, mais c'est pour partir au ski, hein? Oui. Oui? Pas oui, faire, je ne vais pas faire les extensions. Pardon? Attention. Ah! Non, mais. Attends! Ok, donc t'es prêt, t'es bon, là! Bon, quand? Ah, vừa là một đèo bị thua quả Valenti với lại anh nên là bây giờ trong Mai xin dừng video ở đây để gia đình Mai tiếp tục xem bóng đá. Merci de votre venue. Merci beaucoup. Et sau đó elle a beaucoup de fans, madame. Oui. En Asie de partout. Devenir une star de K-pop. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây để Mai tiếp tục xem bóng đá với gia đình. Nếu mà chú ý chị có bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ. Nếu mà chú ý chị có bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment, để đăng ký kênh của Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Đây là hot boy đang bị hai hot girl kẹp ở giữa đây. Được mùa đấy. Thanh niên mà mặc độ ngủ đi ngủ rồi bắt chớp ngủ đấy, nhìn thấy gái bắt chớp ngủ đấy, ăn tỉnh ngủ đấy. Mày nhìn gái cười. Đấy bảo thôi lắm. Thôi lắm. Xấu xí. Xấu xí. Dám chê Panama xấu xí sợ chưa? Hư lắm thấy chưa? Nó đang ghi là hư lắm kìa.